Mỹ còn níu kéo cuộc tình hả biết thì bây giờ lãnh thổ bên phía mà Taliban chiếm là khoảng chừng 70 phần trăm rồi đó các bạn gây 70 phần trăm đất nước Afghanistan phe chính phủ còn lại khoảng chừng ba chục bản chất chiến tranh Việt Nam và Afghanistan có giống nhau không anh Duy nói chung anh không biết em tại anh không biết tiếng Afghanistan anh phải coi cái đường hướng của Taliban nó như thế nào mới trả lời được em hiểu không không biết cái đường hướng của Taliban có đánh cho Mỹ cút đánh cho quỷ nhào không mà sẽ, sẽ dọc sa mạc cũng phải giải phóng Kabul hay không vậy đó anh đâu có biết đâu đúng không anh chỉ nhận định bây giờ là ở bên áp nghĩa tăng hai phe đang đập nhau đó một phe rước Mỹ một phe đuổi Mỹ vậy thôi nhưng mà phải cho anh cái cương lĩnh hoạt động đó sau khi mà đập được phe kia thì cái phe này nó xây dựng đất nước như thế nào đó thì anh mới có cái sự so sánh được nhé anh tìm anh tìm giúp em nước cộng sản nào có tự do và giàu có đi anh nói chung quá thì bây giờ cái này khó quá thì anh bẻ trèo ngược lại anh sẽ chỉ cho mày một nước tư bản mà không có tự do mà nghèo như chó đói luôn Afghanistan đúng không phải tư bản không tổng thống là tư bản rồi đúng chưa mà nghèo phải đó banh nóc luôn mà cũng đâu có tự do đâu à, đâu có tự do đâu bạn bây giờ bạn nói áp nó tăng có tự do hay không bạn nói áp nó tăng có giàu hay không bạn nói áp cho nó tăng không phải là tư bản đi nó đam hay như tao giờ mày muốn gì nữa trình còn non lắm con trình còn non anh vặn một cái là gãy bà cái lưng oh, hợp lý không các bạn Ê, cái này nó thuộc dạng gì phạm trù về logic học đó nha các bạn chúng đùa đâu nó này là phạm trù logic học nó đưa cho mình một cái giả thuyết mình không cần đi theo cái giả thuyết của nó mình khẳng định cho nó một sự thật là nó thua đúng oh, không là nó thua chứ giờ các bạn nói trung quốc đem ra đem nó làm gì mình mắc cớ thì phải bia cho trung quốc làm gì đúng không không cần không cần chừng nào tao đường cùng người ta mới chơi chiêu đó còn bây giờ đường anh chưa cùng anh vặn mày một cái gãy mẹ lưng còn khuyến mãi ông ta để cho mày thêm 10 nước nữa bây giờ mày không tin không mà chuyển tao 10 triệu đi tao, tao kể mày 10 nước tư bản nữa mà nó vừa nghèo mà nó lại không có tự do luôn đó chịu không chơi vậy là rồi tất cả những cái ngu đều phải trả bằng tiền chứ anh như nguyễn không có ngồi đây mà dạy cho mấy đứa ngu miễn phí ok em thấy ta đi sẽ kiểm soát áp ra tăng thôi chứ mỹ muốn đưa đội gìn giữ hòa bình vào thì sẽ bị trung quốc phủ quyết thôi đội gìn giữ hòa bình gì lính của mỹ rút gần hết rồi đội gìn giữ hòa bình đúng <laughs> đội giữ hòa bình vô Taliban đi thẻo cu từng đứa là sao ai tự nhiên vô chuyển nó làm gì ngày trước Việt Nam mình có mối quan hệ thế nào với Taliban gì anh có thù địch không anh ngu gì thù địch em Việt Nam là mạng của tất cả mọi nước trên thế giới mà thù địch gì bá vì tập kết quân sự không phải là chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia riêng mà đảm bảo tổng tuyển cử diễn ra an toàn anh giải thích dùm em luận điểm này với ạ à? có đâu giải thích thì nó nói đúng rồi đó thì cái này em này làm nó đúng rồi đó đâu có gì đâu giải thích thì tập kết quân sự không phải chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia riêng đó. mà để để đảm bảo cho tổng tuyển cử diễn ra an toàn ok đúng không tổng tuyển cử diễn ra an toàn là thì thì không không có người này đánh người kia đó vậy thôi vì cộng sản có năm nước thì ba nước chế tạo được vaccine tư bản có 180 188 nước thì có bốn nước chế tạo được vaccine kèo này đủ chơi với tư bản không bóp không cái kèo này thì mà em vô, vô mấy cái diễn đường diễn đàn đấu trường thì em cà thẻ thì cũng được nhưng mà anh không có đồng ý là trong trong tám tám nước tư bản có những cái những cái nước màu nó không có rõ em ơi màu nó không có rõ màu nó giữa giữa đúng không? mà màu nó là màu của cũng cũng là chủ nghĩa xã hội luôn mà theo cái hình thái khác thôi à, bót chỉ pháo bót chỉ pháo em đam bọn ba sọc nó hỏi tại sao nga luôn binh vực sau chủ nghĩa mà mà lại là tư bản gì anh thì mô hình sau chủ nghĩa sụp đổ liên xô thì nga thành tư bản có gì đâu đã em cái đó lịch sử thôi đã làm gì nữa Hiểu không? thì mới mốt nga nó qua khỏi thời kỳ này, nó sẽ lên một nó lên sau chủ nghĩa thành một hình thái mới. Hy Lạp bị đá ra khỏi EU cũng là nước tư bản. hay là Hy Lạp thì như nó còn nằm trong EU mà đá nào ông nội? À, bức tranh chủ nghĩa xã hội hướng đến ra sao vậy ạ? À? khi nào mày cảm thấy cơm bỏ trong mồm mày không cần phải suy nghĩ mua loại nào, đồ ăn mày cũng cần phải tính toán mua loại nào sức mày uống như nước thì lúc đó là xã hội chủ nghĩa đã đến trong 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 đời mày rồi đó cần những gì để Việt Nam vượt qua quá độ sau chủ nghĩa để vươn tới xã hội chủ nghĩa thì đơn giản thôi thì tao nói như mày rồi đó bây giờ mày đi siêu thị mày mua đồ mày không nhìn giá đúng không dân trí mày cao mày không cần coi những cái bay rác những cái tin nhảm không có coi những phát niêu đó chơi với người tờ cỡ từ anh Duy Nguyễn cho lên không à thì tự nhiên á, lúc đó là, là 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 Việt Nam thành sau chủ nghĩa rồi đó con còn giờ mày còn vậy á, thì còn lâu yếu tố tao cần chỉ vậy thôi nó đừng bao giờ xe những cái tin xàm nó đừng bao giờ follow mấy cái bay rác đó chơi với bạn chơi người với như nguyễn cho lên không đi mua đồ thì không không cần nhìn giá dẫn gái đi ăn thì đừng có cà khịa đừng có cà khịa tiền đừng có suy nghĩ ở ừ, này ai trả vậy thôi cha mẹ về già đó có một phần quỷ để sẵn lo cho cha mẹ để cho đời sống cha mẹ happy đó, cho cha mẹ đi du lịch rồi nọ trung quốc rồi mông cổ rồi đông nam á rồi châu âu rồi mỹ mẻo gì đó vậy là vậy là sao chủ nghĩa đó, đó em sao hạ tầng ở việt nam không bằng ở nước ngoài tại vì gia đình của mày đóng thuế chưa nhiều bằng ở nước ngoài nha <laughs> giờ gia đình mày show bill thuế đi rồi mình nói chuyện tiếp tụi rfa bên bà giảng viên đại học kìa anh ô cái chuyện đó bình thường nhé ngu tầm mà ngu mã tầm mã mà phản động tầm nhau nha không có gì lạ hết tại sao gọi chiến tranh chống mỹ là nội chiến bị chửi dữ với anh thì mày cũng biết gọi chiến tranh chống mỹ là nội chiến mà thì trong cái câu hỏi của mày đã có câu trả lời rồi đó trời đất ơi cái não trang trí à quỷ anh Duy cho em hỏi mình yêu nước mà không yêu đảng thì làm gì đập đầu chết đi em ơi chứ em yêu nước mà em em không yêu đảng thì cuộc đời này em sống cũng có được đâu em nói thiệt nên thay vì bây giờ mình còn trẻ đó thì mình nên tìm cách giải quyết rồi cho nó ngọt ngọt đi chứ lây lấp thêm vài năm nữa thì kết quả cũng chả đi đến đâu nó gọi là mất thêm thời gian cái đó ta gọi là chi phí cơ hội đó các bạn có cái câu có cái câu mới giải phóng mươi 46 năm còn nghèo là biện hộ đúng luôn 46 năm còn nghèo là biện hộ là đúng anh Duy Nguyễn xác nhận là đúng không cãi nha Tại sao mày đu càng vượt biển 46 năm mà giờ mày phải mày phải cầm cờ một tuần qua ba bốn lần để ăn cơm chỉ cái đó là 46 năm mà vẫn còn nghèo là đúng cái câu này không 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 biện hộ chính xác Phan Khoa, Khoa Nguyễn nói câu này tao thích nè đó là quan điểm cá nhân của Duy Nguyễn nha các bạn đó một năm nghèo hai năm nghèo ba năm nghèo là định mệnh năm thứ tư còn nghèo đó là tại mình dở đúng không còn còn mà 46 năm mà còn nghèo quá là maximum dở luôn cái này là xiền luôn khỏi cãi cái gì nữa cãi đúng không bây giờ 46 năm còn homeless 46 năm còn đi xin trợ cấp từ lừa hộp chưa hết thì cái này ai lấy cái gì ra đồng tình đó nên tôi nên tôi rất thích là tôi rất thích các bạn Phan Nguyễn bằng thẳng thắng bằng dám nhìn thẳng cho vấn đề đó tôi thích bạn á điểm này đó bạn phải cứ nói như vậy đi tôi chấp nhận không có đạo lý nào 46 năm còn nghèo thiệt luôn nó nghèo đâu mà nghèo bền vững liên khúc nghèo luôn ai chịu nổi nó mình phải biết nhìn nhận vô cái sự dở của mình cái sự yếu kém của mình để từ đó mình phấn đấu mình phát mình 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 mình, mình, mình thay đổi cuộc sống làm một nghề mà không giàu không có đủ ăn thì làm hai ba chóp đó có cho dù có đi bưng phở đi cắt cỏ đi lụm lon móc cống hay gì đó thì nói chung là xã hội có cái nghề nào mà kiếm được thu nhập mà chúng ta đường cùng rồi thì chúng ta phải làm để chúng ta gọi là không mang gánh nặng cho đất nước tội xuân tôi tâm đắc khoa nguyễn quá trời quá đất luôn khoa nguyễn hay lắm em được nha mẹ bốn sáu năm còn nghèo thiệt mỗi lần nhìn tới này là anh là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa đúng không tiếc là mình không bay được có bển mình cứu họ đúng không tiếc là mình không bay được bển để mình chìa ra cho họ mình cho họ 5 đô 10 đô hay là mình 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 mình, mình cho họ làm bảo vệ security hay là mình cho họ làm một cái điều gì đó cái đó mình thật sự rất là đau lòng nha các bạn vậy mới có bài liên khúc nghèo đó thật sự nếu mà không có cái bài đó thì nếu mà không không bản quyền thì em cũng hát vào đó luôn rồi đó em cũng thích ở lắm nha hồi nãy là anh chưa có nói tới khúc mà cái gì con biết bây giờ mẹ chờ tin con gì nữa đó nha thấy mà tới hồi mà tết tết là mấy em cụ cũng hay hát bài này đó nhìn thấy thê thảm thấy sầu lương luôn á cầm thêm cái súng nhựa nữa à, 10 năm nghèo thì có thể do hoàn cảnh bốn sáu năm nghèo là do trình độ thì đó nãy tao nói với mày rồi đó cái vấn đề bốn sáu năm nghèo thì anh nói rồi có gì đâu đúng không anh cũng anh rất là đồng ý đó là do quá kém rồi bà cãi gì nữa bốn năm này nọ kia chưa có được cái nhà cái xe này nọ kia vẫn một tuần cầm cờ quơ ba bốn lần mà suốt đời ăn cơm chỉ đồ vẫn là tới tết này nọ kéo cái tờ giấy đi rột rột ngoài đường không biết nghĩ sao nữa trời rồi thêm cái hát bất birthday húng kinh nữa quá bố ơi hát bất birthday húng kinh trời ơi trời xong rồi vác luôn mấy cái cụ gọi là là, là thánh nhân gọi là tiền nhân anh hùng dân tộc của Việt Nam đi qua bển khổ chúng mình luôn Trời ơi, chưa kể thêm cái súng nhựa nữa con biết bây giờ mẹ chờ tin con sao thôi, thôi xuân này con không về mà nó phải một xuân không về 46 xuân rồi thôi mệt lắm anh ơi đừng có nhắc tới cụm từ 46 năm nữa nghe mà tứa nước mắt nghe mà cái như là là dùng nước mắt để mà trang canh luôn trang cơm luôn nó mua cơm chỉ thì nhiều khi hết đồ ăn còn cơm không tứa nước mắt chen cơm đau lắm tôi chịu không nổi rồi đó tiểu bang nào chả có homeless chắc duy không biết Orange County nằm trong top 5 quận giàu nhất cali không biết thiệt tao chỉ thấy ăn cơm chỉ là tao chán muốn chết rồi tao đâu cần biết giàu hay không giàu giàu thì nó phải thể hiện sao mình coi là giàu hiểu không chứ còn giờ mày nói giàu không nhưng mà cái tao thấy nó không vậy cái cái tao thấy tao vô gì gì gì, gì quên rồi vô vô vô, vô uh, youtube kinh phượng kali tao coi tao, tao thấy tao, 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 tao chán luôn rồi đó rồi xong rồi tao tao, tao thấy mấy cụ bên bển rồi tao, tao 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 mệt luôn đó, cái của mày nói nó mâu thuẫn với cái tao thấy không mà tao phải nói là cái gì thấy nó quan trọng hơn nghe à, gì ông di thiếu rồi 46 năm các bạn ấy đạt được thành tựu chế được tàu trên mặt đất nghe Ồ cái này nó hoài rồi, nó chán không ơi chứ không phải thiếu cái vụ mà tàu chạy trên mặt đất nghe nó, nó nói nó nhiều lần rồi nó chán lắm luôn á cái gì người Việt người Việt Cali chiếm 1 phần 3 số dân thôi Cali Mỹ trắng vẫn là bố tụ Mỹ màu nha giật cụ chỏ ăn cái nằm đóng giờ lụm đâu ra người Việt mà đòi chiếm 1 phần 3 người Việt chiếm 1 phần 3 người Việt chiếm không được 1 phần 1 20 nữa chứ 1 phần 3 cái con khỉ khô bang Cali người ta 40 triệu dân bang Cali người ta 40 triệu dân nha ba còn người Việt ở bên Cali á là theo số liệu thống kê là chưa tới 2 triệu người chưa tới 2 triệu người ok mà trong hai triệu người đó nó thiệt với bạn á được nhiều là mấy bạn khác nước đúng không cái vấn đề trong hai triệu người đó là nhiêu mấy bạn khác nước trong khi mà người ta đi qua bên đó người ta cũng làm ăn này nọ bình thường người ta đi đi về về việt nam đồ nhóc đó, nên bạn nói câu đó là bạn sai nặng ở đâu ra rồi 1 phần ba một phần ba là nhiêu biết chưa 1 phần ba là ba mươi bốn phần trăm không dẫn đâu đúng chưa 1 phần ba là 34% phần trăm mà tôi dẫn chứng cho bạn là năm phần trăm còn chưa có nó chứ đừng nói vậy đừng nói ba bốn phần trăm thì tôi cũng thấy dân homeless ở thành phố Hồ Chí Minh dành giật cơm từ thiện như zombie đó thôi đừng nói ở đây không có nha đâu gì đâu bây giờ đem Việt Nam ra so với Mỹ đế Việt Nam nâng tầm mày so nữa đi con đâu đâu ngại tao đâu nói Việt Nam giàu hơn Mỹ đâu tao chỉ chỉ ra những cái mà gọi là mày nói 46 năm không 46 năm còn nghèo là dở thì tao chỉ ra mày cái đó còn bây giờ mày lấy con Việt Nam ra so thì ok phe đúng không Việt Nam quốc gia đang phát triển so với Mỹ đế chơi luôn mày không <laughs> giờ muốn chơi sao muốn chơi này sao thí dụ như cái người nghèo nhất ở Việt Nam này so với cái người nghèo nhất mà nói tiếng Việt ở bên Cali thì ok cái coi như là bằng nhau đi nhưng mà cái người giàu nhất cái đất Việt Nam này á, thì cái người ở bên Cali cái người ở bên Cali mà nói tiếng Việt không có cửa không có là sự khác biệt đúng chưa hợp lý các bạn đường nào cũng ngay hết chả gì phải cây cú chả gì phải hơn thua chứ mày tao chỉ ra đúng trọng điểm là mày gãy nên, nên bạn sai chắc là bạn sai nặng luôn một phần ba dân số là sai nặng quận cam làm như nó nhỏ lắm với ba người Việt sống chỉ được ở hai ba thành phố đông đông ở trong đó thôi đó con cha nội nào nãy ở quận Cam đó kêu ông phát biểu ý kiến coi quận Cam cũng không có được một phần ba nữa làm gì được một phần ba ông dẫn chơi với tôi tôi chứng minh ông gãy cổ nữa này ông sao xạo, xạo tôi bắt ông xin lỗi mà tới nồi ông hồi ông, ông hết đường ông đỡ luôn không nè 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 13,59 phần trăm là người gốc Á nha ông nội ông còn còn người gốc Á nha nè con số rõ ràng khỏi cãi ồ ờ, và khỏi cãi đi mấy ông 13,59% là người gốc Á Vậy thì tôi hỏi các ông chứ người gốc Á là gồm những nước nào Thì vậy thì Việt Nam được nhiều mà ông nói ba ông nói là 3-4% Là ông sai nữa ông xin lỗi tiếp đấy Nó chỉ nói là nơi có đông người Việt sinh sống thôi Nhưng mà mà 34% là không thể rồi Vì thành phố mang tên bác giờ như thành phố chết Thành phố chết mày có tiền nhà mày có tiền mày mua nhà thành phố chết không nói nghe chơi thử cơ con Mẹ đu càng mày đặt bố láo đó, tụi, tụi, tụi bay cà khịa ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ok chừng nào tôi bay có sổ đỏ thành phố Hồ Chí Minh anh mới nể còn bây giờ không có sổ đỏ bây giờ tôi bay khịa mỏm thì kệ bà tụi mày dù dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đâu có cho mày cái sổ đỏ đó đâu đúng không bây giờ mày không tin mày hỏi đi tất cả bây giờ dân thành phố Hồ Chí Minh không biết nhiều nhiều nhiêu nữa khoảng chừng à, coi như là 8 triệu đi ờ ừ. thì 8 triệu người đó người ta có nhà ok thôi có nhà thì cũng hẳn đúng khoảng chừng 2 triệu có nhà ví dụ như tại chúng cha mẹ chị em rồi đó mình không có thống kê được hen thì bây giờ hai triệu cái cuốn sổ đỏ đó người ta có cho mày cuốn nào không mà bị đặt đi khịa bố láo đó, cái tật cái tật khịa là cái tật không bỏ đó, cái tập tội là ở nhà mướn mà đi khịa biệt thự là một nè rồi cái cái tội đu càng mà đi khịa việt nam là hai nè hai cái đó luôn chết thế thôi còn bây giờ đu qua nước nào đu không biết đu qua mỹ bây giờ không phải là mình khịa mỹ nha bạn mình chỉ trân trọng thông báo với bạn bên Mỹ bây giờ tình hình ca nhiễm bây giờ là trên 200.000 ca một ngày. Đó, hiểu sao hiểu. Thế thôi. Khí có khí khô gì? Thành phố Hồ Chí Minh 11 triệu dân, 11 triệu dân là có dân nhập cư chưa có hộ khẩu ba ơi. Chứ dân có hộ khẩu không tới số đó nha. Sao bộ A050 xử lý mấy trang RFI, RFA, BBC tiếng Việt xử lý bằng kiểu gì, mày xử lý tao nghe coi. coi Thí dụ như bây giờ em là em thí dụ như cho em cái quyền đi thì em xử lý những trang đó như thế nào, em nói nghe thử coi em sẽ yêu cầu Facebook gỡ xuống nếu không được thì nhờ hacker mũ trắng đánh bay trang đó rồi thằng Facebook nó quýnh thằng hacker mũ trắng luôn Rồi làm gì nó trời nó cơ tự nhiên mà tấn công người ta là mày sai rồi ba cách giải quyết của mày không có khôn mà cũng có đúng luật pháp nữa mày mày làm bằng cách diễn biết mà đi tấn công người ta là thấy không đúng rồi đó đã dùng tới chữ hacker là thấy rồi không ổn rồi à, n 10 phản động nhưng phân tích đúng đó duy ở đây có hai vấn đề đúng không nếu mày cảm thấy phân tích đúng thì mày nghe còn tao tao không nghe cái vấn đề thứ hai khuyến mãi đúng không vậy phân tích đúng vậy thì giải pháp thế nào đã xong rồi biến một lần nữa 3 triệu mày thấy bạn thấy Di Nguyễn cư xử quân tử không các bạn hả cư xử quân tử không đồng chí Di phải phát huy nghị quyết 36 đam dữ quá khó thực hiện nghị quyết lắm nghị quyết 36 là gì ba nghị quyết 36 là gì gọi là gì mình 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 hòa hợp hòa giải đâu với những người con của đất nước đúng không họ chờ, cái gì chấp nhận quay đầu nó chứ mình đâu có cần phải hòa hợp hòa giải với mấy anh trẩu tre mà tối ngày nó gây chia rẽ mình phải giúp cho đầu nó cho biết cho nó biết thân biết phận chứ trời mà ví dụ như mà ông ép tôi quá đó tôi nói tôi sẽ đam về luôn tôi nói bây giờ đó, nghị quyết 36 là nghị quyết của chính phủ đúng không còn một người dân đó, thì họ luôn có cảm xúc hiểu không mà bây giờ nó vô nó nó, nó vô nó cứ cà khịa cái cảm xúc của người dân thì người dân người ta là con người nó phải có thánh đâu mà 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 kêu người ta nhịn nó Đâu có nhịn nó rồi xong rồi người ta tưởng đâu đất nước Việt Nam là nó làm chủ chứ không phải mình làm chủ nữa thì lúc đó đồng chí tính làm sao đó, có phải đồng chí gọi là cái gì đồng chí mà tự phế võ công của mình để khi mình đi ra mà đấu với cả hù không đồng chí đồng chí bậy quá anh gì đam mê đam phản động ghê bậy rồi không phải tụi nó đam mê anh nữa chứ trong livestream của anh anh đâu kêu tụi nó vô đâu không bao giờ anh kêu tụi nó vô nhưng mà khổ cái cuộc đời này là tụi nó mê anh tại nó qua mấy nhà khác nó bị chửi không à nó muốn cái cái tật tụi nó mà ai chứa nổi đúng không? nó qua mấy cái nhà khác là người ta chửi nó trọc đầu luôn chỉ có anh anh không chửi nó thôi nó cảm thấy nó còn có giá trị của một con người hiểu không? nên nó vô đây nó tính thi phố này nọ kia à, gì giờ anh duy mà tiếng nói đối lập với chính phủ thì lượng người xem gấp 10 trương quốc huy hả? thì giờ mày tạo kênh youtube mày làm đi thì bây giờ mày cứ tạo kênh youtube mày có tiếng nói đối lập gì đó abc theo mày nghĩ là đúng á xong rồi bật quảng cáo lên đi lượng người xem nhiều vậy chắc mày tiền cũng nhiều đó làm thử đi con đúng không? tại sao tao giàu rồi mày chỉ đường cho tao chia nữa tao đâu cần kiếm tiền đâu đúng không đồng tiền đó dành cho bạn đó bây giờ bạn cứ lập kinh đi bảo nói gì bảo nói mà bạn tin rằng điều đó đúng thì chắc chắn là nếu mà xảy ra thì bạn sẽ giàu tại sao không làm cái <laughs> này cái này buồn cười ghê nha tự nhiên nó biết tại số đó trúng mà nó không đi mua nó chỉ người ta mua Ô, tao tao là giám đốc mà mày mày nói gì nói vẫn phải nên nhớ anh Duy Nguyễn là giám đốc nha trên nhiều Nguyễn không ngang hàng với mày gì Ấn Độ tặng Việt Nam 5 triệu đô la anh nghĩ sao boss tặng nhận thôi chứ nghĩ gì 5 triệu đô đâu có nhiều đâu em tặng nhẫn thôi chứ bình thường à, Paris Saint-Germain bán áo đấu Messi biết rồi cái tin đó anh bán hết áo rồi mà anh, anh không biết giá nhiều cái ta mấy cái áo đó giá nhiều cái. cái gì áo áo hơn 130 euro hả áo hơn 130 euro, euro bây giờ khoảng gần 3, 30 ba, chục ngàn 130 là nhiêu trời 4 triệu mấy hả không rõ nữa à, anh nghĩ sao về câu nói của Lê Thẩm Dương nghiến răng 4 năm ăn mì gối để ra trường ăn yến ai đòn khe không quan tâm chứ mà chả ảnh hưởng tôi vào bình thế giới hết anh không quan tâm nhé em ghét xã hội quá tại sao nếu mà em cảm thấy ghét xã hội quá thì bây giờ em tạ thế đi là cái xã hội bình yên rồi